Này, tôi nhớ ra rồi. Có một lần bố cô khoe với tôi, cô là một nhà văn, thế cho nên là trí tưởng tượng của cô rất là phong phú. Nhưng có một chi tiết rất quan trọng, đấy là tôi không phải là bác sĩ và chưa từng cầm dao mổ. Và đó cũng chính là lý do tại sao cô Vân chết. Nếu như ông Tuấn là người phi tang thì có nghĩa là nạn nhân đã bị sốc và chết ngay trên bàn mổ, không cứu vãn được. Nhưng tôi đặt một giả thiết ngược lại nhé. Nếu như anh làm một mình thì có nghĩa là ông Tuấn đã nghĩ mọi việc phải xong xuôi hết rồi và ông ấy mới bỏ đi, thì mới dám giao cô Vân lại cho anh. Nhưng vấn đề ở đây là anh không phải là bác sĩ, nên cú bàn giao đó cũng chính là quyết định của tử thần. Cô Vân, cô Vân, cô Vân. Rồi lúc đó anh run rẩy, anh sợ hãi, dường như tương lai của mình bắt đầu sụp đổ. Nhưng không, không đời nào, không đời nào anh để cho mọi cố gắng và tâm huyết của mình bị tiêu tan chỉ vì một cái xác đang nằm ngay trên bàn mổ. Và rồi anh nghĩ, anh phải phi tang nó, anh phải ném nó trôi sông, anh kéo nó, anh lê nó. Nó mắc lại, nó nhìn anh như đang cười. Và rồi tử thi lên tiếng: đừng có lôi tôi nữa. Tôi nói đúng chứ? Cô cũng có mặt ở đấy à? Cứ coi như là thế đi. Vậy là anh xác nhận rồi nhá. Cô gài tôi. Tôi không phải là công an, nhưng những điều tôi nói làm cho anh sợ hãi thì có nghĩa những lập luận của tôi là đúng.